À, chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 Ryan. Hôm nay tiếp tục với sách bài tập workbook. Rồi, ok. Hôm nay chúng ta qua bài số 4. Unit 4. Sách bài tập bài số 4, Unit 4. Chúng ta đã làm 4B rồi. 4C. Hôm nay qua 4C nha. Rồi, 4C của chúng ta liên quan đến phần computer, máy tính. Bây giờ chúng ta có tower là thân máy, screen màn hình, mouse là con chuột, keyboard là gì? Là bàn phím. Rooster là bộ định tuyến, speaker là loa, USB, flash drive là thẻ nhớ di động. Bây giờ chúng ta có, đây là screen màn hình này, router này, mouse, tower, USB, flash drive, speaker và keyboard. Qua bài số 2, nó giúp bạn kết nối với máy với Internet thì đây là cái bộ định tuyến, chúng ta khoan vào router. Câu số 2, nó là cái khu vực làm việc trên một cái... nó giúp bạn kết nối với Internet, đó là bộ định tuyến này. Nó là khu vực làm việc của máy tính, là màn hình này. Nó di chuyển con trỏ xung quanh cái màn hình, là con chuột này. Nó là cái thành phần chính của một cái máy tính, nó là thân máy này. Nó cho phép bạn đưa văn bản vào trong máy tính này, đây là bàn phím, keyboard. Bạn có thể lưu trữ file ở trong nó, đó là cái thẻ nhớ USB. Sang bài số 3 là điền cái từ đúng ha. Muốn âm thanh tốt hơn trên laptop của bạn không? Hãy mua cặp loa ở đây là speaker, loa với giá là 25 bảng. Gaming keyboard tức là bàn phím nha, bàn phím mà chơi game. Với những cái phím rất là mạnh mẽ hơn là 19,99 đô bảng. Rồi monitor. Với cái màn hình là 64,99 bảng này. Ở đây phải là gì? Screen. Copy file một cách dễ dàng và dễ, chưa bao giờ rẻ như thế này. Đây là cái USB flash drive. Chỉ có 24,99 bảng thôi. Muốn kết nối internet mạnh ha, hãy mua cái bộ định tuyến 22,5 bảng router. Rồi, ok, qua phải 4B. 4D trang 35. Everyday English. Đưa ra sự hướng dẫn, chỉ dẫn. Giving instruction. Giving instruction. Giờ profile là hồ sơ, account là tài khoản. Chúng ta có choose là lựa chọn, lock, click, type, open, rồi gì nữa, upload. Bây giờ Tony, Talia đang nói chuyện. What are you doing, Talia? Bạn đang làm gì vậy, Talia? Oh, hi Tony. Oh, chào Tony. Tôi đang cố gắng up một cái hình, tải một cái hình lên trên tài khoản xã hội, nhà tài khoản mạng xã hội, social media account. Bạn có thể giúp tôi hay không? Chắc chắn rồi. Đầu tiên hãy đi đến trang web, sau đó thì gõ cái username, nhà tên sử dụng và password là mật khẩu để mà log in và đăng nhập vào tài khoản của bạn. Bây giờ thì đi tới cái nơi mà bạn muốn và thêm hình vào, ví dụ như là cái profile của bạn, hồ sơ của bạn. Được thôi, được rồi. Sau đó thì làm gì? Sau đó thì click nha, nhấp chuột vào cái hộp mà nói là photo hoặc là video, và một cái cửa sổ sẽ mở ra, open. Được rồi, làm gì tiếp đây? Bây giờ hãy chọn là choose bức ảnh mà bạn muốn và nhấn vào open. Đó là tất cả phải không? Đúng, đúng rồi. Bạn có thể thêm cả chữ nếu bạn muốn. Text là chữ. Nhưng nếu bạn không cần thì chỉ cần click vào dòng chữ done là thôi. All right, được rồi. Cảm ơn Tony. You're welcome. Không có gì. Vậy thì các bước làm của chúng ta đó là đăng nhập login trước. Số 1 viết vào đây. Số 2 là
vào cái phần photo và video đây. Số 3 đó là chọn hình, số 4 là thêm chữ và số 5 là drawn nha. Ok. Sang bài số 2. Look at the picture, sử dụng cái đoạn hội thoại trong exercise 1 để mà tức là chúng ta làm rồi đó, là sắp xếp đó, 1 2 3 4 5 cho đúng thứ tự đó. Sang bài số 3, complete là hoàn thành cái đoạn hội thoại với lời chỉ dẫn từ A tới E. Ở dưới đây người ta cho đây. Upload, download nè. Làm thế nào để upload video của bạn? Can you help me upload this video? Bạn có thể giúp tôi upload cái video không? Chắc chắn rồi. What do I do first? Tôi làm gì đầu tiên đây? Đầu tiên, go to the video sharing website and log in to your account. Đi tới cái trang web chia sẻ video và đăng nhập vào tài khoản của bạn. Then what? Sau đó thì sao? Then click on the upload button. Sau đó thì nhấn vào nút upload. What next? Điều gì tiếp theo? Now choose your video from the window. Chọn video của bạn từ cửa sổ. Alright, được rồi. Now click on the open button. Bây giờ thì nhấn vào cái nút open. And then click on public. Sau đó thì chọn vào nút public xuất bản đó. It does all. Thanks. My pleasure. Tất cả, đó là tất cả phải không? Cảm ơn nhé. À, không có gì. My pleasure.